Phương tiện này được phép chở hàng với tổng tải trọng tới 8 tấn. Thế nhưng, khi tổ công tác tiến hành cân tải trọng, lượng hàng trên xe vượt quá 34 tấn, tức xe chở hàng quá trọng tải tới hơn 300%. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và áp dụng mức xử phạt kịch khung với lỗi quá tải. Xe này là quá tải, trên 150% là mức phạt là 48 triệu. Và cái mức của cái thẻ nhận xưa cấp thẻ này nhận dạng cho lái xe là 7 triệu đối với xe công ty. Mức phạt tăng cao, lái xe tải cũng nghĩ ra nhiều cách né tránh các tổ công tác. Như xe tải này, gần 12 giờ trưa mới bắt đầu từ đường nhánh tham gia giao thông. Tuy nhiên, xe đã bị tổ công tác kịp thời phát hiện khi chất theo đẩy hàng hóa. Em cố một tí để tranh thủ đi buổi trưa để thôi lực lượng chức năng nghỉ ngơi thì em tranh thủ đi một tí, không may gặp đây thì thôi. Nhiều tổ công tác phải thừa nhận gặp khó trong việc đấu tranh ngăn chặn xe quá khổ, quá tải. Bởi cứ ra đường là bị các hội nhóm lái xe truyền tin vị trí, lịch trình di chuyển. Giao thông chứng minh đi từ vật tư vào đường mòn Hồ Chí Minh nhá. Có thể là theo dõi, mật phục theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông. Đấy, tuyến đường, địa bàn và biển số xe. Và nhắn tin trên hội nhóm, Zalo, kết hợp với cả điện thoại thông báo cho nhau. Trong trường hợp xe bị lực lượng chức năng phát hiện, lái xe lại chọn hình thức câu giờ và né tránh. Như trường hợp này, khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra tải trọng, người điều khiển phương tiện lấy nhiều lý do rồi dần di chuyển khỏi vị trí làm việc. Nhiều trường hợp phải mất hàng giờ đồng hồ mới có thể thực hiện cân tải, lập biên bản. Lái xe thuê thường là người ta sẽ không xuất trình giấy tờ về phương tiện, về người điều khiển phương tiện để lực lượng chức năng kiểm soát, mà thường người ta chê ý và người ta kéo dài thời gian. Đấy, với hình thức là người ta gọi cho chủ phương tiện và những cái hình thức khác để kéo dài để tránh cái việc mà kiểm tra xử lý. Đây là một trong nhiều nguyên nhân lý giải tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động trên một số tuyến giao thông. Để siết chặt khâu quản lý, ngăn ngừa vi phạm, trong giai đoạn từ nay tới cuối năm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai các cao điểm xử phạt. Trong đó, tập trung nhấn mạnh các hành vi quá khổ, quá tải. Theo yêu cầu, tất cả các trường hợp bị phát hiện đều phải xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật.